bà Trương Thịnh Phát mà hôm nay có cái bản án tử hình rồi, cũng đang đứng dưới tòa mà cũng xỉu đó, thấy không, thấy phù du không? À bữa nay nói tới bà đó, con đang quay, bà muốn sống á, gia đình bảo bà kiếm cho phụ cứu bà được, còn mà hôm qua mà cầu cứu thì khó cứu lắm á, cũng có cách. Thấy không? Đó là người giàu không có bệnh mà người ta phải dùng thuốc độc để cho uống cho chết, hay là lấy viên đạn bắn vô bằng tang, phải không? Còn anh á, anh không có tội mà tự nhiên anh cũng có bản án tử hình, anh đang có bản án tử hình rồi. Nhưng mà tôi hỏi thiệt nha, người sắp chết như anh có buồn không? Trả lời thử, tôi đang phỏng vấn. Bây giờ tôi hỏi lại nha, người sắp chết như anh không có biết sợ chết à? Chết thì ai cũng phải chết. Cái câu đó là nói nghe nó giống như thơ rồi, mình đừng nói câu đó xưa rồi. Mình sẵn sàng nói. Sẵn sàng hả? Sẵn sàng thôi. Chứ mình không có biến tiếc gì nhiều. Nhưng mà cái mức độ mình phải đi thì mình đi thôi. Ok, tôi rất là mừng cho anh mà tới ngày chết mà có bản án, ông có bản án tử hình. Cái bà Lan á, bà không có chịu chơi, bà Trương Mỹ Lan á, bữa nay ông tòa kêu ác bà xỉu. Còn cái anh đại ca này á, mới có 54 tuổi, có bản án tử hình đang ngồi đây mà chịu khó qua đây để thăm núi. Thì ông này can đảm vỗ tay ông gái mấy con. Thấy không? Mà qua đây còn gặp được, tại vì anh vô nhà thờ là anh khấn Đức Mẹ Chúa đúng không? Đức Mẹ là chiết thân của Phật Mẫu là mẹ của tất cả nhân loại, là quá sanh. Chúng ta có cái hồn là do Thượng Đế cho, chí khôn. Chúng ta có cái thần hồn mà chân linh là cái hồn ma mà mình thấy cái bóng ma đó là mẹ, là Phật Mẫu sanh. Cho nên con người mình có hai cái thể đó. Còn họ Nguyễn, họ Trần đó là cho anh cái thân này, là cha mẹ Trần mình không có tính, là tạm dung. Còn cha mẹ kia mới là cha mẹ thiệt. Thì bữa nay anh đã về đến nơi này là cũng giống như về thiên đàng rồi. Anh đang ở thiên đàng rồi, anh gặp được tôi rồi. À, thì nãy giờ tôi nói 5-6 cách để mà anh chuẩn bị. Thì thứ nhất, anh phải theo ánh sáng anh đi. Thì anh không có về Thiên Long Sơn, cần phải kiếm tôi. Tại vì cái thân hồn nó chỉ đi ngay lúc đó, hoặc là nó không bao giờ được đi. Nó cũng như xe lửa vậy, anh đi tới đó, giờ đó không lên đi là lỡ chuyến tàu là nó chạy luôn vậy đó. Tại vì ở trên mấy thiên thần chỉ cho mình một cái khoảng khắc đó thôi. Mình còn liên tiếp, mấy ông nói ok, mình liên tiếp mà ở lại đi. Đừng tiếc nha. Giờ mình phải hy sinh để mình về với Thượng Đế. Cái đạo Thiên Tâm á, là người được đi về trời, chỉ có họ thiên kỳ này được về trời, là có cái passport đàng hoàng, phải chứng nhận tại thế gian. Bên cõi vô hình á, mà nếu mà đạo Công giáo hay đạo Phật hay đạo Hồi, họ phải là người hiền, người tốt, và họ phải giữ giới của cái đạo của họ, họ mới được về trời. Còn ở cái thời đại này á, họ thiên là xuống đời cứu nhân loại kỳ 3, kỳ adjustment day, là họ thiên. Anh về bển á, anh cứ quay về hướng Đông Bắc. Tại vì Thượng Đế ở hướng Đông Bắc, anh cứ lại. Rồi anh đốt 12 cái đèn cầy, 12 cái ly nước, rồi anh khấn 12 cây nhang. Còn hôm nay anh tên gì? Hả? Đỗ Lê Tuấn Anh. Ok. Con hôm nay tên là Đỗ Lê Tuấn Anh, 54 tuổi. Con muốn về với cha. Anh phải kêu Thượng Đế bằng cha. Con muốn về với cha, với mẹ. Mẹ tức là mẹ Maria đó, cũng là Phật Mẫu, là cùng một người. Con muốn về với cha với mẹ. Xác phàm này quá ô trượt, quá khổ. Cho con lấy họ Thiên, tức là Thiên Tuấn Anh. Thì từ đó, tại vì khi bên cõi kia người ta không có tính theo cái last name của người thế gian đâu. Tại vì khi mà về trời nó có biết nhiều thiên thần ở trên. Những cái người mà tính giống như bên đạo Phật thì diệu này diệu kia, nhưng mà phải họ phải tu. Còn họ thiên á, là thí dụ như anh chỉ quay đầu về chó, có nghĩa là
có lòng tin giờ chót, ý là mình đang nói cái dạng đó, chứ không phải là họ Trần họ Nguyễn họ không được về trời, họ Hiền họ cũng được về nữa, con hiểu không? Mình đang nói cái dạng nhà ổng chưa từng biết tu, nhưng mà giờ hiện giờ là giờ chót rồi, bản án tử hình, cho nên bắt công lên đây ta hiểu lầm. Cái họ Trần họ Nguyễn họ Diệu họ Joseph gì Maria giữ công giáo đều được về hết nếu mà người tốt giữ giới, nhưng riêng cái họ Thiên nó có cái đặc biệt kỳ này là giờ chót mà quay đầu khoảng khắc nhỏ thôi trong lúc này thì được về. Ý là mình đang nói cái đó, tại vì ngày xưa đó lúc mà tôi biết tôi là thiên tử tức là con trời thì mấy đệ tử này nó kêu tôi là reborn á, tức là chúa Xu Thái Lâm á, giống gì nè anh thấy không, cái ông đeo chì gai, thế này là mặt của tôi, mấy đệ tử tôi làm hình vậy đó. Tôi không biết, nhưng mà nó thiệt nhiều lắm, trên mạng nhiều lắm, tức là the second tức là tái lâm, nhưng mà thiệt chứ không phải là tự tôi đặt ra, mà tại giờ chót rồi, mà nếu mà không nói ta không có hiểu, ta không có tin, thì cái số lượng người về trời ít, nên quay về lấy họ Thiên đi, Thiên Tướng Anh đi, tự một mình làm thôi, bả khỏi, bả còn trẻ khỏi, để cho bả đạo Công giáo đi. Thì anh cũng sắp về trời, anh làm đâu mất gì đâu. Chẳng lẽ 12 cây nhang tốn tiền hả? 12 cái đàn cầy tốn tiền hả? 12 ly nước đâu tốn. Đó không? Và với 12 cái bông ở trên trời xài số 12. Tại vì Thượng Đế có 12 người con. 12 người con trai nha, 12 người con gái. Tôi là một trong 12 người. Ở cái thời đại tận thế này, Thượng Đế chỉ gửi một người con duy nhất xuống trần lập cái đạo Thiên Tâm, là mấy đứa này nè nó đeo ở đó cái dấu đó đó, chỉ có một người thôi đang ngồi đây nói chuyện với anh nè. Lúc mà ở trong cái phòng khẩn cấp á, lúc mà anh sắp rút ống để mà cho anh tắt thở đó, có cái dấu đó lợi hại lắm á, có cái dấu đó là ma quỷ không có dám đến kéo anh đi, chỉ có thiên thần kéo anh đi thôi, cho nên gán đeo cho tới ngày chết nha. Thấy anh sướng hơn bà Trương Mỹ Lan nhiều. Rồi tới khi bà đang mạnh khỏe, giàu có 4 mấy tỷ đô quá không? Rồi tự nhiên kêu bà bản án tử hình. Bà đâu có cam. Bà chết, bà sẽ thành quỷ á. Tại vì cái người bị sốc á, lúc mà ra ghế điện hay là chích thuốc hay là bị bắn ở pháp trường á, bị sốc lắm, chỉ có thành ma anh quỷ thôi. Mấy người đó không bao giờ được về trời đâu. Ông này á, cơ hội được về trời. Tại vì ổng không còn sợ chết nữa. Là ổng đã làm được cái giới luật thứ 11 của Thiên Tâm chúng ta đó. Tại vì cái giới luật của tôi đặt ra đó, lúc tôi lập cái đạo này, không sợ già, không sợ nghèo, không sợ bệnh, không sợ chết. Anh làm được là anh về trời, mà bên Phật gọi là giảng sanh. Tôi thấy anh giảng sanh được đó. Hay á, ông này hay á, đừng sợ chết, chết không có hết, linh hồn là bất tử, nên nhớ cái xác phàm như cái áo thôi, bữa nay anh mặc áo màu xám này, ngày mai anh mặc áo màu đỏ màu vàng thôi, không có sao chứ.